Những hình ảnh cũ của sông Hikyo trong quá khứ thỉnh thoảng vẫn được cư dân mạng đào mộ trở lại. Đặc biệt mới đây, sông Hikyo tiếp tục gây bão mạng xã hội bởi khoảnh khắc vào 3 năm trước được dân mạng chia sẻ trên mạng xã hội. Ai đã từng và đang theo dõi cũng đều biết rằng sông Hikyo là một trong tứ đại mỹ nhân K-pop. Trong suốt hơn 20 năm hoạt động trong làng giải trí, sông Hikyo vẫn luôn giữ phong độ nhan sắc đỉnh cao. Mỗi lần xuất hiện ở đâu, mỹ nhân gió đông năm ấy lại khiến dân tình trầm trồ với nhan sắc hoàn hảo không có chỗ chê. Đoạn video của vợ cũ Song Joong Ki trong buổi họp báo ra mắt phim truyền hình Encounter tổ chức cách đây 3 năm bỗng nhiên được lục lại. Sau khi đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội Twitter, cư dân mạng thay nhau để lại lời khen ngợi bởi những biểu cảm cận mặt quá thần thái, visual đẹp ngút ngàn không tì vết của tường thành nhan sắc xứ Kim Chi. Đoạn video thu về lượt xem khủng chỉ sau vài tiếng đăng tải, cùng hàng nghìn lượt chia sẻ. Vừa qua, Song Hikyo cũng từng gây sốt mạng xã hội khi tự tin khoe dung nhan hoa kèn thua thắm ở tuổi 41 trên Instagram cá nhân. Cụ thể, nữ ngôi sao đăng tải bức ảnh chụp cận kề bên bó hoa xinh xắn màu hồng phấn. Trong đó, Song Hikyo tạo dáng yêu kiều nền nã và chống cằm nhìn vào máy ảnh. Mỹ nhân sinh năm 1981 gây chú ý khi toát lên vẻ đẹp rực rỡ hơn hoa giữa đời thường. Truyền thông xứ Kim Chi ngợi khen Song Hikyo là người sở hữu nhan sắc độc đáo, khí chất thanh tao. Dù đã bước qua tuổi tứ tuần, song cô vẫn khiến trái tim người hâm mộ tan chảy nhờ vẻ đẹp trẻ trung nhưng không kém phần sắc sảo. Trước đó, theo Sumbi đưa tin, trong năm nay, bộ phim truyền hình đầu tiên Song Hikyo xác nhận tham gia có tên là Now We Are Breaking Up. Trong phim, cô đóng vai Ha Yeon-eun, quản lý của một nhóm thiết kế. Bộ phim dự kiến phát sóng dịp cuối năm. Ngoài ra, vợ cũ Song Joong Ki cũng trở lại với bộ phim The Glory của biên kịch Kim Min-suk. Trong suốt hơn 20 năm, Song Hikyo vẫn luôn là nữ diễn viên hàng đầu Hàn Quốc. Cô cũng được đánh giá cao bởi khả năng chọn kịch bản ấn tượng, trong tay sở hữu nhiều tác phẩm thành công vang dội. Tuy nhiên, song song với ánh hào quang danh vọng là vô số những tin đồn tai tiếng xoay quanh nữ diễn viên. Còn nhớ vào 2 năm trước, thông tin Song Joong Ki tuyên bố ly hôn Song Hikyo gây chấn động dư luận toàn châu Á. Tuy lý do cặp đôi đưa ra là khác biệt trong tính cách, nhưng không ít tin đồn cho rằng Song Hikyo đã ngoại tình khiến chồng thất vọng và ly hôn. Đặc biệt, nhân vật được cho là ngoại tình với Song Hikyo lại vô cùng thân quen, đó chính là Park Bo Gum, người em thân thiết của Song Joong Ki. Theo trang WeWe, trong quá trình quay bộ phim Encounter, Song Hikyo và Park Bo Gum đã ngoại tình với nhau. Đáng nói, Song Joong Ki phát hiện Park Bo Gum chủ động nhắn tin mập mờ cho Song Hikyo. Thêm nữa, trong thời gian Song Joong Ki vất vả đóng phim bên ngoài, anh phát hiện vợ mình chủ động quyến rũ Park Bo Gum qua camera giám sát trong nhà tới 2 lần. Cũng theo nguồn tin, Song Joong Ki từng tức giận đi đến công ty của mình để chất vấn, nhưng công ty chủ quản lại muốn giấu tin tức, đồng thời đứng về phía Park Bo Gum bởi Song Joong Ki sắp hết hạn hợp đồng. Vậy nên nam diễn viên đã đâm đơn ly dị thông qua luật sư riêng mà không dùng luật sư của công ty. Trước tin đồn là người thứ ba, phía Park Bo Gum đã lên tiếng phủ nhận mạnh mẽ, đồng thời khẳng định sẽ đâm đơn kiện những kẻ tung tin đồn thất thiệt.